Kênh Văn hóa Lịch sử mến chào các quý vị thính giả. Ngày hôm nay, kênh Văn hóa Lịch sử xin cùng quý thính giả luận bàn về nghệ thuật dùng người giữa Lưu Bị và Gia Cát Lượng. Tại sao Lưu Bị lại là bậc đế vương còn Gia Cát Lượng chỉ là tướng quốc? Trước khi Lưu Bị gặp được Gia Cát Lượng, dù ông có chinh chiến nửa đời người, vẫn không có tấc đất cắm rủi. Gia Cát Lượng sau khi Lưu Bị chết dù nhiều năm động binh, vẫn không thể thành công theo lời bình của Trần Thọ trong Chuyện Gia Cát Lượng. Vở kịch uy vũ hùng tráng của nước Thục là do hai người cùng diễn xuất khi còn sống bên nhau. Do vậy, có thể nói nếu không có Gia Cát Lượng thì Lưu Bị không thể lập quốc xưng đế, sống yên một góc tại Tây Nam. Nếu không có Lưu Bị, Gia Cát Lượng dù có hùng tài nhưng cũng khó sử dụng dược tốt. Sở dĩ Lưu Bị và Gia Cát Lượng sống với nhau mật thiết như thế, do họ có nhiều chỗ giống nhau. Nhưng họ đều không câu nệ thế tục, biết thu gom nhân tài rộng rãi và biết trọng thị họ. Đồng thời giữa họ lại có những chỗ khác nhau, thậm chí có sự mâu thuẫn ở mức độ nhất định. Nhận xét từ những việc lớn, thấy rõ Gia Cát Lượng là người giỏi về mưu lược quân sự, nhưng khí độ dùng người không bằng Lưu Bị. Lưu Bị dùng người giỏi hơn Gia Cát Lượng, nhưng mưu lược quân sự thì không bằng. Mục đích của mưu lược quân sự là để thực hiện mục tiêu về chính trị. Còn dùng người như thế nào là việc thể hiện trong thực thi mưu lược. Việc nước Thục lập quốc muộn nhất và bị tiêu diệt sớm nhất có liên quan trực tiếp đến việc không thể có sự thống nhất tốt giữa hai người trong thực tiễn mưu lược và dùng người. Nghiên cứu sự bổ túc cho nhau và tương khắc giữa hai người, có thể kết luận rằng Lưu Bị có đôi mắt nhận xét con người cao hơn Gia Cát Lượng, còn Gia Cát Lượng có phương pháp giáo dục bồi dưỡng con người tốt hơn Lưu Bị. Hiểu người một cách chính xác là nền tảng để chọn nhân tài tốt. Người lãnh đạo dù sáng suốt tới đâu cũng có khi nhận xét không đúng nhân tài. Vấn đề là phải giảm thiểu sự nhận xét không đúng và nâng cao trình độ nhận xét đúng. Lưu Bị nếu so với Gia Cát Lượng thì trình độ nhận xét đúng cao hơn nhiều. Một dẫn chứng có thể thuyết minh cho vấn đề này là đôi mắt sáng suốt của Lưu Bị đã nhận xét đúng Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng nguyên là một anh thôn phu ở Long Trung, vừa làm ruộng kiếm sống, vừa khắc khổ học hành. Tuy có kỳ mưu đại trí, nhưng không hề có một chức tước nào và cũng không hề có một thành tích chính trị nổi bật nào. Khi Từ Thứ tiến cử Gia Cát Lượng với Lưu Bị, Lưu Bị không ngại khó, đã ba lần đến viếng Lều Tranh. Sau khi gặp Gia Cát Lượng ở Lều Tranh, bàn về chí thiên hạ, Lưu Bị đoán chắc đây là người có tài năng và xem Gia Cát Lượng là một ông thầy tốt, một người bạn hữu ích. Lưu Bị đã vội mời một người còn nhỏ hơn mình đến 20 tuổi về làm quân sư. Gia Cát Lượng sau khi rời khỏi Lều Tranh, đúng là điểm khởi đầu cho sự nghiệp hưng thịnh của Lưu Bị. Điều đó cho thấy sự nhận xét con người của Lưu Bị quả hơn hẳn mọi người. Dẫn chứng thứ hai là Lưu Bị trước khi mất vì thấy Gia Cát Lượng yêu ái Mã Tắc đã cảnh báo ông, Mã Tắc thường nói quá sự thật, không thể dùng vào việc lớn, vậy ngài nên kỹ lưỡng. Trong khi đó, Gia Cát Lượng lại đặc biệt xem trọng Mã Tắc, dưới con mắt của ông Mã Tắc là một đóa hoa, dùng làm tham quân, mỗi lần mời vào nói chuyện, hai người thường nói thâu đêm suốt sáng. Do nhất định trọng dụng Mã Tắc nên Gia Cát Lượng đã thất bại trong chiến Gia Kỳ Sơn lần thứ nhất. Đôi mắt của Khổng Minh tỏ ra không sáng suốt trong vấn đề nhận xét nhân tài. Sử sách lưu lại, dù ông có khổ tâm xây dựng, nhưng rốt cuộc do nhận xét không đúng, dùng người không thích hợp dẫn đến sau này chí lớn của ông không thực hiện được. Chuyện nhận xét con người và dùng người cố nhiên là quan trọng, nhưng việc bồi dưỡng giáo dục nếu bỏ qua thì chẳng khác nào bị tát cạn ao mà bắt cá, không có lực lượng kế thừa. Lưu Bị từ nhỏ làm nghề bán chiếu, bán giày để mưu sinh, thích chó ngựa, âm nhạc, quần áo đẹp, không thích học hành. Sau này khởi binh đánh giặc và lên làm vua, cũng không tích lũy được bao nhiêu học vấn, nên không có tri thức để bồi dưỡng lớp kế cận. Còn Gia Cát Lượng thuộc lầu kinh sách, thao lược đầy bụng. Bản thân là nhà quân sự, Gia Cát Lượng có thể đem sở học và tri thức của mình dùng vào mọi trường hợp. Điều đó đã bù đắp lại sự khiếm khuyết của Lưu Bị. Lúc Lưu Bị còn sống, Gia Cát Lượng vui vẻ lãnh trách nhiệm giáo dục cấp dưới. Khi không có chiến sự, trong quá trình điều binh khiển tướng, ông đem lý lẽ về sự tiến thoái diễn giảng rõ ràng để các tướng sĩ biết được cách đánh trận ra sao và phải đánh như thế nào. Người nghĩa đệ của Lưu Bị là Quan Vũ trấn thủ Kinh Châu, lòng dũng cảm có thừa nhưng thiếu mưu trí. Gia Cát Lượng đã gửi thư để giải thích lợi hại, dẫn dắt khuyên bảo Quan Vũ trong thời kỳ đầu nhận thức quán triệt phương châm liên minh với Ngô để chống Tào. Lưu Bị mất, Gia Cát Lượng nắm đại quyền quân quốc trong tay. Để thực hiện sự nghiệp thống nhất, ông bỏ nhiều công sức vào việc bồi dưỡng quân đội, hưng thịnh nước Thục giàu có, đặt ra hàng loạt những pháp luật và pháp quy, viết nhiều sách nói về binh pháp, chiến lược để các tướng sĩ học tập. Do Gia Cát Lượng chịu khó bồi dưỡng, giáo dục quân đội, hưng thịnh đất nước nên nước Thục đã hồi phục nguyên khí sau thất bại của Lưu Bị tại Di Lăng, Đông Ngô và có thể tích lũy được lượng để tấn công Tào Ngụy. Sau này do Thục chủ Lưu Thiện không đủ tài trí, Gia Cát Lượng cũng ngày càng nhọc nhằn trong công cuộc Bắc phạt, không đủ sức bồi dưỡng lực lượng kế cận, dẫn đến nước Thục dần suy yếu và cạn kiệt. Kênh Văn hóa Lịch sử luận bàn. Kinh nghiệm thành bại của nước Thục là một bài học đáng quan tâm về nhìn nhận nhân tài, trọng dụng nhân tài và bồi dưỡng nhân tài kế cận là hai việc song song bổ trợ lẫn nhau, không thể tách rời.